Sáng ngày 18 tháng 5, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa xử lý đưa một quả bom phát hiện ở huyện Bình Chánh đến nơi an toàn. Trước đó trưa ngày 17 tháng 5, người dân trình báo, trong quá trình san lấp và cải tạo đất đã phát hiện một quả bom tại khu đất trống, ngay sát kênh số 11, ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã Bình Lợi tham mưu cho lãnh đạo xã dừng san lấp mặt bằng, đánh dấu, khoanh vùng và căng dây bảo vệ hiện trường. Ngay trong ngày, Ban công binh, Phòng tham mưu, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh và lực lượng dân quân xã Bình Lợi nhanh chóng xử lý tại chỗ quả bom nói trên. Theo kết luận sơ bộ của lực lượng chuyên môn Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, quả bom có chiều dài 1,21m, đường kính lên đến 0,4m. Đây là loại bom nổ phá MK-117A1 còn sót lại sau chiến tranh. Sau khi đã được xử lý an toàn, lực lượng công binh đã sử dụng xe chuyên dùng chở về nơi tập kết vật liệu nổ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời, hướng dẫn cho người dân chấp hành nghiêm các quy định về việc phát hiện, báo cáo kịp thời vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.